Đẹp mà. Đó, vùng núi đẹp quá đẹp luôn. Linh miêu bạn, mèo bạn ơi. Chào các bạn nha. Thì clip hôm nay mình là đi thăm bãi Sóc Bãi Tròn các bạn ơi. Đây mình mở xuống tới chỗ. Đây mình có một cái bạn. Ô, sập. Này để lâu bạn ơi, 3 ngày rồi. Mình không sử dụng được nữa rồi, em xúc xúc nhang các bạn. Không sử dụng được nữa rồi. Đây, để xử lý ra đi nghe bạn. Đây, cái đầu tiên là được sóc nhang mà nó hư bạn ơi. Hư không sử dụng được bạn. Rồi, đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình nhé. Đây, để mình review hành trang hôm nay thăm bãi Sóc Bãi Tròn các bạn. Bao lưới bạn, bao lưới bỏ là chuỗi khô vô bạn. Cho sóc nó đỡ nhảy đỡ cắn nhau ạ. À, đây chuối. Đây, tiếp tục vào bao lưới bạn. Mấy bịch lụa này để mấy cái bẫy tròn lớn bạn. Có chuột á, có ngăn chuột á. Bỏ vô cho chuột. Đây. Giờ thì đi tiếp bạn ơi. Bạn xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Đây, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây, hôm nay mình đem theo cái bẫy phụ như bạn. Cho nhanh 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 tí. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Đây, tiếp tục các bạn ơi. Ô, cái này sập xong. Không có gì trong này ta. Hết môi sập một. Lại ấy. Đây, để mình nghiên cứu lại đặt lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục bạn ơi. Hôm nay mình thăm thêm hai cái nữa bạn, một cái dính con sóc đất mà không sử dụng được bị hư bạn. Với lại một cái bị mấy anh mũi thính tay to phá. Chưa gì là mình thấy thiệt hại hết một cái bẫy sóc rồi bạn. Đây mình có cái bẫy tròn bạn ơi. Ô, sập rồi bạn ơi. Mình thấy ăn sóc đất cái gì á. Này to. Khá khá. Đẹp bạn. Đó, buông người đuôi lên đẹp quá đẹp luôn. Em này chắc mới vô chuỗi ăn còn nhiều ạ. To mà đã đây đem ra ngoài mình bắt rồi đi tiếp nha bạn. Tiếp tục nữa bạn, đây mình còn cái bể sóc bạn. Sự dốc bằng mình phải sập rồi bạn ơi, những chuột hay gì bạn. Rồi, ngon chuột. Chuột gì mập thù lù bạn ơi. Ai ạ. Chuột mập thù lù luôn. Chít 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 chít. Chít 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 chít. Mập ghê mà. Mình đặt cái bể phụ vô rồi lên trên bắt nha bạn. Tiếp tục bạn ơi. Đây mình còn cái bể sóc mà. Đường khó đi bạn ơi, đi sửa tại không đường đã sỏi 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 bạn, mà dốc nữa. Ồ, thấy sập rồi bạn ơi. À, em sóc đất nữa bạn. Ok. Ý quá anh ơi, phê quá em ơi. Con này cũng cô à, bự lắm. Có cái là trong này hơi tối bạn, tre không bạn, này tre gai bạn, tre rừng nên là âm u nó tối không thấy rõ, bạn thông cảm nha. Đây, để em đặt cái bể phụ vô rồi đem lên trên bắt nha các bạn. Đây mình
còn cái bẫy tròn nha bạn. Ồ, nhìn vô thấy không sập thế gì bạn ơi. Này được rồi, vẫn sắp được này, không sập ạ. Không sập rồi. À, để thay chuỗi đi tiếp nha bạn. À, ở đây mình còn cái bẫy tròn bạn ạ. Sao thấy cái đường có đường vô nguy hiểm quá. Ồ, sập bạn ơi. Con gì ấy, đang thôi thôi lùi luôn. Ồ, ăn chuột cũng nhum nữa bạn ơi. Cũng nhum bự lắm. Vàng thấy chưa? Giờ đang coi. Ồ. Ồ, em này có kỹ. Băng tròn mà. Ồ, có nè. Rồi để mình đem ra trọng rồi bạn. Các bạn, con chuột cộng nhum. Bằng tròn luôn trời. Tung cái mỏ. Chuột khổng lồ. Các bạn nhìn trong màn hình thấy nó nhỏ bạn. Ở ngoài nó bự lắm ạ. Bằng tròn bạn ơi. Trên ký. Đây, đọc máy anh Thảo mình bắt ra luôn rồi bạn. Đây mình còn cái lại tròn rồi bạn. Cái này chuyển rồi dính em tròn bạc mã bạn. Chuyện này không sập bạn ơi. Này không sập mà. À, để em thay chuỗi đi tiếp bạn ơi. Tiếp tục bạn ơi, đây mình còn cái bẫy sóc rồi bạn. Rồi, thay sập bạn ơi. Con sóc đất dần dần luôn. Khá to bạn. Đã không? Hơi tối không được rõ bạn ơi. Rồi, để thả ra ngoài bắt rồi đi tiếp nha bạn. Tiếp tục bạn ơi. Đây mình có cái bẫy sóc nữa bạn. Ồ, nhịn nữa bạn ơi. Lại nhanh. Cái này nó lật rồi bạn. Nên cả cái này nó cái cây tre nó cứ gài là cứng mà. Thôi nó sậy rồi. Con này bự bằng rồi. Đó là. Rồi nó lật ngửa lòng lên luôn. Nên là có cây tre gài là cứng. Không thôi là nó sậy mất tiêu rồi. Thả ra ngoài bắt rồi đi tiếp nha bạn. À, tiếp tục đây còn cái bẫy sóc mà bạn ơi. Oh, cái này bẫy chạy mất tiêu bạn ơi. Người uống mà bị lật cái lòng lên nhộn cột chắc lắm. Vì lật lòng lên mà cái khoen này nè không gài được thì đẩy ra. À, gài lại đi tiếp nha bạn. À, tiếp tục ở đây mình có cái bẫy tròn nha bạn.
sập nó dính lên miêu rồi bạn, mèo rồi bạn ơi. Mèo lỡ ngoằng ơi, chắc không phải 3 kỷ hơn. À, để ở phải thả cái này nghe bạn. Này, mình không đem theo cây chổng. Là chỗ này rậm rạp nữa bạn, không có chỗ nào chổng được. À, tiếp tục trong này mình có cái bẫy tròn nữa bạn, ở trong này trời chuyển mưa vô đây tối quá bạn. Bạn thông cảm nhé. Ồ, sập bạn ơi. Em sốc. Chốc bạn. Trời tội quá trời tội bạn. Mày cũng vừa vừa bạn ơi. Bạn có thấy gì không ta? Nó chốc bạn. Đây, người ra ngoài bắt lấy tiếp bạn ơi. Trời chuyển mưa tội quá tội. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Mình vừa mất thêm 2 cái bẫy tròn bạn, bẫy tròn mình làm bẫy tròn khổng lồ không, mất thêm 2 cái bẫy tròn, khu vực đó mình đặt có 2 cái, mất luôn hết 2 cái bạn, bực chán ghê đó bạn ơi. Thì đặt bẫy rắn cũng mất, một bẫy tròn cũng mất, một bẫy sóc cũng mất. Đây, đây mình có cái bẫy sóc rồi, nhìn lên thấy sập rồi bạn ơi. Ồ, em sóc đất bự chân dần luôn. Quay qua này quay lại cái sẵn sẵn hơn tí đó đã mà bự lắm bạn ơi. Bự đã bình tĩnh đi em. Rồi mình ọp máy tháo xuống bắt ra đi tiếp nha bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có cái bẫy tròn nha bạn, trời trong này hơi tối bạn thông cảm nha bạn, khi nào tối quá mình quay không được thôi, mình cố gắng quay cho các bạn xem. Ủa, sập bạn ơi, con gì con chuột tối quá mình để đây không thấy, đưa lên chuột bạn. Đây, ra ngoài bác phải đặt lại tiếp như các bạn. Rồi bạn ơi, mình mở thăm trong này ngoài bạn, một cái bẫy sóc dính được em sóc tội quá mình không quay được bạn, sóc này bự lắm bạn ơi. Đó. Bự lắm, ăn chuối dính đùng đùng. À, cái này cũng là cái cuối cùng ngày hôm nay nha bạn. Này, thành quả hôm nay, tổng cái thành quả đúng không bạn? Thành quả hôm nay được 6-7 con sóc gì các bạn ơi. Bự 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 không, hôm nay sóc ngon các bạn. Chuột. Em chuột cộng nhung này chắc cực kỹ bạn. Giờ 2 em chuột vàng. Đây trên này em chuột vàng, còn một em chuột vàng mình bỏ vô lòng bẫy sóc, bẫy tròn luôn ạ. Rồi video mình cũng xin được kết thúc tại đây các bạn ơi, các bạn xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Đấy, hôm nay mình đi buổi chiều bạn, giờ trời trời chiều mà chuyển mưa rồi bạn ơi, mây đen đầy trời này. Cho nên video hơi tội, bạn thông cảm như bạn. Bạn xem ủng hộ mình cho mình một like một đăng ký nha các bạn. Rồi bây giờ để mình bắt em chốc đất rồi tranh thủ mình về bạn ơi.
Tội quá rồi. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.